Trời ơi, có mình đóng cửa nữa. Thôi sập xuống trước. Tưởng đâu có ai làm ra đây gần cũng chết luôn. Nhìn phải kêu chứ lại tự nhiên lại chọn cái gừng gừng nó nằm để cái mồi em thấy xe anh ở đây làm biết anh ở đây rồi, nhưng mà vừa bước vô tới cửa thấy cái màn nó sập xuống thì để coi anh ở mình sao mà sập màn. Đang gừng gừng rồi bữa nào anh lỡ anh ngủ mơ mơ màng màng anh vô trước á, mơ mơ màng màng gừng 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 cái tưởng đâu ai gừng để một cái thành con gấu trúc. Anh nghĩ sao là em gừng mà để cho để được gì, ai biết là được. Trong cái tới gần từ xa nhỏ nhỉ? Không nhớ cái chuyện mà đặt trước hả? Năm rồi hả? Chuyện năm rồi, cũng năm rồi. Đã 2 năm rồi đó. Sao? Là cũng như mấy ngày mà cũng như 2 năm rồi. Thằng kia nó kia vô nó gần mình đó. Cái đó gặp Ami mồi, gặp Đan thôi. Cái này đâu chưa? Tiếng rồi. Một tiếng nãy giờ đang ngủ được giấc đó hả? Sửa sạn ngủ chưa mà. Vậy thì một tiếng mà ở làm gì? Thì nằm chờ em hết dây này tới dây kia, tới phút này qua phút nọ. Nằm chờ em. Tại sao không ngủ đi? Biết em tới trễ nhưng ta ngủ định giấc rồi. Lỡ mới vừa nhắm mắt ngủ rồi đâu tới. Có lỡ gì chứ. Cái máy này. Máy in giống cái bản hiệu này nè. Sao? Cái mình không in bản hiệu mà mình in. Ví dụ ai muốn nhu cầu in cái hình để dán lên cái gì đó, ốp lên điện thoại á. In cái hình lên, gửi cái hình vào Zalo cho mình. Mình in lên, viết chữ, muốn viết chữ gì viết lên đó. Ngon à. Bắt khách ta. Ngon à, thiệt. Về rồi chỉnh Photoshop rồi. Không tốn xăng, chỉ tốn gạo thôi. Sao? Cái máy không xài điện mà. Xài điện hả? Điện gì? Điện sống. Điện sống, ghim vô hả? Con ghim thử hai ta có dịch không? Trời ơi, đang ghim ngay cái lỗ điện rồi đàng hoàng, nó có dịch. Anh thấy cũng nói chuyện bình thường nè. Anh ghim cái đó đâu phải là cái đồ ghim. Tự nhiên mấy hai tay anh ghim gì sao vậy? Là ghim vô điện sống là như anh, tự nhiên anh lấy cái tay anh ghim vô anh chỗ này có lỗ không? Đang nói chuyện về ghim vô cái đó đứng lại liền đó hả? Sợ lúc sạc là không có xài được phải không? Lúc cao mới xài được. Ghim vô là nó chạy. Anh muốn xài gì đó anh ghim vô anh chỉnh xong tự là nó chạy. Thì không thử luôn. Đau chỗ nào không chỉ cho đứng dậy em. Dạ anh muốn xài cái gì để em sửa giọng anh? Cái máy gì em quảng cáo nãy giờ đó để em sửa giọng. Anh muốn xài cái gì anh? Anh in chìa khóa anh. In chìa khóa không à. Anh in mấy chìa một à. Làm thêm một chìa nữa không? Làm thêm một chìa mà để coi cái anh làm anh in có khéo không, nó mới giống được nha. Rồi vậy sao lấy già nó ghim vô xin tới
tim vô. Trời. Rồi. Chừng nào lấy ra? Dạ chưa. Chừng nào lấy ra? Thì chừng nào xong lấy. Ờ. Biết chừng nào xong nữa. Thì in rồi làm rồi là lấy ra. Quan trọng là anh làm nó nào thì nó nào. Xong rồi đó.